Xin chào các em. Tiếp tục ngày hôm nay, tôi hướng dẫn các em tiếp tục ôn tập kiểm tra lý về phần điện nha các em. Vậy thì các em quan sát vào đề này nhé. Các em quan sát sang bài đề số 5 nha các em. Người ta yêu cầu nè, chọn con câu trả lời đúng cho những yêu cầu bài sau đây. Câu số 1, đơn vị nào sau đây là đơn vị của điện trở? Quá đơn giản đúng không em? Nha, cái này là đề số 5 nha, câu số 1 trắc nghiệm nha các em. Phần số 1 trắc nghiệm. Rồi, câu số 1, câu số 2, câu số 3, 4, 5. Đơn vị nào dưới đây là đơn vị của điện trở? Đơn vị điện trở là ôm, đúng không? Vậy đáp án nào đây? Ngay đáp án nào? Nhìn vô đấy rồi, đáp án nào? Làm vô ha. Cho đoạn mặt gồm hai điện trở R1 và R2 mắc song song. I1, I2 lần lượt là cường độ dòng điện chạy qua R1, R2. Hệ thức nào sau đây đúng? I1 trên I2 bằng R1 trên R2. Rồi, rất nhiều thứ nha. Vậy thì muốn biết hệ thức đúng này các em. Em lập tỷ số này cho tôi này. Trong đây có I1, I2 không? Tôi lập tỷ số I1 trên I2. Nha, còn các em học công thức thì quá dễ rồi. Con này có bằng công thức, nhờ phân tích nè. Các em quan sát nè. I1 thì bằng U1 chia R1. I2 thì bằng U2 chia R2. Nhịp đảo lên. Nè, U1 nhân R2. Sát tự gần mẫu. Rồi, U2 nhân R1. Mà mắc song song, hiệu định thế. Làm sao? Bằng nhau. Vậy thì có thể đơn giản xem. Vậy hệ thức nào đúng? I1 trên I2 bằng R2 trên R1. Công thức nào đúng không? Đáp án gì? B. Nha. Đây, cái chúng này. Nha các em. Rồi kiếm không thấy thì các em phải chuyển vế lên nha. Nếu câu C này, câu C thì em chuyển I2 xuống là I1 trên I2 bằng R1 trên R2. Vậy thì nó giống câu A rồi, không được, đúng không? Rồi, còn em cái câu D em chuyển I1 lên trên R2 xuống dưới lại giống câu A luôn, đúng chưa? Vậy chỉ đáp án chính xác là đáp án gì? B. Em tiếp tục coi câu C nha. Cho mặt điện như sơ đồ như hình vẽ. Rồi. Khi dịch chuyển con chạy về C, nhớ nha, khi dịch chuyển con chạy gần về đèn thì đèn sẽ sáng hơn bình thường. Nhớ kỹ câu này ha. Rồi vậy thì nè, khi dịch chuyển con chạy C về phía N, thấy chưa, thì độ sáng đèn thay đổi như thế nào? Vậy đáp án chính xác là sao em? Sáng mạnh lên. Đáp án nè. Nha. Bài nào trong bài biến trở nhé các em nha. Rồi. Câu 4. Trắc nghiệm thì cố gắng phản xạ cho nhanh nha. Đặt vào hai đầu dây dẫn có điện trở 25 ohm, hiệu định thế là 12 thì cường độ qua dây quá đơn giản, Y bằng U chia R. Làm trắc nghiệm mà, khỏi biết công thức luôn nha. U 12 em chia cho 25. Em được đáp số bằng 0.48. Nhìn coi đáp số nào đúng. Đáp án gì? B. Hiểu kỹ thuật trắc nghiệm chưa? Đó, phản xạ nhanh như vậy, công thức phải phục cho nó màu. Mau lên. Tiếp tục. Trời ơi, câu 5. R1 bằng 10, R2 bằng 15, mắc nối tiếp thì R tương đương cộng lại đúng không? Nếu R1 cộng R2, nếu 10 cộng 15, đáp số bằng 25. Đáp án nào đúng? D. Câu số 6. Nha. Câu số 7, câu số 8, câu số 9 và câu số 10. Nha, tôi viết trên này đi. 9, 10. Giờ tôi phân tích câu số 6 nha. Hai dây dẫn đều làm bằng đồng, có nghĩa là cùng chất liệu nha, có cùng chiều dài luôn. Dây thứ nhất có tiết diện là 6, dây thứ hai có tiết diện là, anh em, có tiết diện là 2S. À, điện trở của dây thứ hai là bao nhiêu? Em, hai dây dẫn cùng tiết diện mà cùng chiều dài thì em nhớ nè. Điện trở như nào với dây, em nhớ không? Điện trở như nào với tiết diện của dây? Tỷ lệ, gọi là tỷ lệ nghịch. Vậy thì lúc này em muốn làm được bài này, em chỉ cần áp dụng công thức S gì? Tìm gì em? Tìm điện trở đúng không? Công thức là R1 trên R2. Tỷ lệ nghịch thì em dùng công thức là S2 trên S gì? S1. Dây thứ nhất có tiết diện là S và có điện trở là 6 ohm, có nghĩa là R1 bằng 6 ohm. Rồi. Dây thứ hai có tiết diện 2S. Rồi. Thì điện trở dây thứ hai là bao nhiêu? 2S. Dây thứ nhất có tiết diện là S đúng không? Là dây thứ nhất là tiết diện là S. Dây thứ hai có tiết diện là gì em? 2S. Thay vào nào. Bài đâu cho tiết diện đâu? Đúng không? Mà cho R bằng mấy em? Bao nhiêu em? 6. Tìm nổi R2 không? À, em để ý chỗ này nè. Công thức gốc là vẫn là gì? S2 trên S1. Nha. Vậy thì R1 người ta cho bằng 6 nè, tìm R2. Nhưng mà đâu cho tiết điện đâu, nếu cho tiết điện rắc vô là khỏe quá. Nhưng mà nó cho vậy nè,
Dây thứ hai có tiếp diện là 2S. Dây thứ nhất tiếp diện là S. Dây thứ nhất tiếp diện là S nè anh em. Dây thứ nhất là S1 là S. Dây thứ hai là 2S. Thấy chưa? Đơn giản S đi, còn số mấy? 2. Đảo lên. Giờ anh em hỏi rất đơn giản, 6 chia mấy bằng 2? Biết số mấy không? Số 2. Chuyển lên, chuyển xuống cũng được. Nghiệp đảo lên, chéo lên, cũng ra. Hiểu chưa? Đó. Này phân tích hơi ung dung nha. Ra đi, làm. Có nhiều cho nhiều cái chuyện đó mình bị hơi rối đó. Vậy đáp số bằng 3 nha các em. Đáp án D. 6D. Bài này các em nha, các em cần phải ghi cái phương pháp vô nha. Câu số 7 nha các em. Định luật Unenser cho biết điện năng biến đổi thành gì? Định luật Unenser là Q bằng I bình nhân R nhân T đó. Là nhiệt lượng đúng không? Vậy điện năng biến thành gì em? Điện năng chuyển thành gì? Nhiệt năng nha. Vậy đáp án là đúng em? C. 7C. Tiếp tục em quan sát sang câu số 8 nha. Đặt vào hai đầu bóng đèn một hiệu điện thế 220, cường độ dòng điện là qua 0,5, công suất là bao nhiêu? Quá đơn giản. P bằng gì? Ui. Bằng U nhân Y. Ui. 2. 220 em nhân cho 0.5 là chia 2, 110. What? Đáp án nào em? Đáp án gì? B. Câu số 9. Trên một bóng đèn có ghi 110 gạt 55 W, điện trở của nó là bao nhiêu? Câu số 9. Trên bóng đèn có ghi nè 110 gạt 55 W, 110 V nha, tính điện trở. Em áp dụng công thức gì không? Tôi mới nói hoài là P bằng gì em? U bình chia R. Vậy suy ra R bằng gì em? U bình chia P. Em thấy vô đi, em nhập vô máy tính. 110 bình chia cho 55. Đáp số bằng 220. Đáp án được chưa? Có đáp số là 220 không? Có. Đáp án gì? Đáp án là đây. Đáp án đề 220 đó. Được chưa? Đó là trách nhiệm mấy bài toán này cơ bản. Mày làm cho tốt nha. Rồi. Công thức số 10 nè. Công thức P bằng Y bình nhân R. Nếu tăng gấp đôi điện trở, nếu tăng gấp đôi điện trở nha, gấp đôi lên, cái này gấp đôi lên, và giảm cường độ dòng điện đi 4 lần, thì công suất tăng lên bao nhiêu lần? Tăng 2 lần, giảm 2 lần, tăng gấp 8 lần, giảm đi 8 lần. Vậy nè, điện trở nha, tăng lên 2 lần, có nghĩa là vậy nè, công suất lúc sau nè, P phải lúc sau nè, nha. Điện trở tăng 2 lần đúng không? Vậy thì bằng cái gì em? 2 lần R. Rồi, đây là công suất lúc sau nha, tăng gấp 2 lần thì trở đó lúc ban đầu nè. Cường độ dòng điện giảm đi 4 lần. Giảm đi 4 lần là gì em? Y chia cho 4, tất cả bình phương lên. Tính là thôi cái này quá bình thường. 2R y bình 4 bình lên 16. Rút gọn đi. Vậy là bằng y bình nhân R chia nhiêu? Này rút gọn bằng mấy? 8. Có nghĩa là bằng P chia mấy? P chia 8 lúc đầu này. Chia cho 8 là giảm mấy lần? Giảm 8 lần. Còn nhân cho 8 là tăng mấy lần? Tăng 8 lần. Hiểu chưa? Vậy thì đáp án nào đúng đây? Tăng lên 8 lần, giảm đi 8 lần. Đáp án D mới là đáp án đúng nha. Rồi, em xin đề bài. Rồi, các em quan sát vô bài đề tiếp theo nha các em. Số phần tự luận nha các em. Đây yêu cầu phát biểu định luận ôm. Rồi viết biểu thức của định luật nha. Câu số 1. Phần tự luận như thế nào? Định luật không? Định luật ôm công thức tổng quát là Y bằng U trên R. Em nhìn vô ngay công thức để phát biểu. Có nghĩa là cường độ dòng điện qua dây dẫn, tỷ lệ thuận với hiệu điện thế 2 đầu dây và tỷ lệ nghịch với điện trở của dây dẫn đó. Nghe các em. Rồi, để em ghi ra. Cường độ dòng điện qua dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế hai đầu dây và tỷ lệ nghịch với điện trở của dây dẫn đó.
Rồi, công thức nha anh em. Thì ta yêu cầu viết công thức nha. Viết công viết biểu thức của định luật nha. Công thức. Em học rồi. Y bằng U trên R. Nhớ viết ra và phải giải thích dùm tôi luôn nha. Tôi chủ đề không nói, cố gắng giải thích luôn. Y là cường độ dòng điện. Đơn vị là âm bê. U là hiệu điện thế. Đơn vị là vôn. R là điện trở. Đơn vị là gì em? Ôm. Câu số 2. Rồi câu số 2 người ta nói nè. Nói điện trở suốt của dây đồng rho bằng 1,7 x 10 mũ trừ 8 ôm nhân mét thì cho biết ý nghĩa gì? Đó. Vậy thì em nhớ nè. Nói về điện trở suốt của dây đồng rho bằng, có nghĩa là rho bằng 1,7 x 10 mũ trừ 8 ôm nhân mét có ý nghĩa là gì? Thứ nhất là dây dẫn được nằm bằng đồng, có chiều dài 1 mét và có tiếp diện 1 mét vuông thì nó có điện trở là bằng 1,7 x 10 mũ trừ cho 8 ôm nhỉ em. Đó, vậy thì tôi biết nha. Ghi là các em. Con số rho bằng 1,7 x 10 mũ trừ 8 nha, ôm nhân mét. Cho biết dây dẫn được làm bằng đồng. Đồng đồng có chiều dài 1 mét, tiếp diện 1 mét vuông thì có điện trở một phẩy bảy nhân 10 trừ cho 8 ôm nha các em. À, bài tập này nghiêng về lý thuyết hơi khá khá hơn nhiều các em nha. Rồi. Phần số 2. Câu số 3 nha các em. Nêu một số lợi ích của việc sử dụng tiết kiệm điện nha. Phần này tôi không biết đâu, tôi biết về nó luôn nha. À, thứ nhất là nêu một số lợi ích và của việc sử dụng tiết kiệm điện nha. Thứ nhất là lợi ích là các anh là giảm chi tiêu cho gia đình các em, đúng không? Sấy điện thì đỡ phải trả tiền nhiều, đúng không? Thứ hai là cho các dụng cụ điện được sử dụng bền nhiều hơn, bền hơn, đúng không? Mình sử dụng ít thì chắc ăn nó bền hơn rồi. Thứ ba là giảm bớt các sự cố nha, do hệ thống cung cấp có thể bị quá tải em đó. Thứ tư, dành điện tiết kiệm để cho phục vụ sản xuất nha. Đó là gì em? Đó là những gì, một số lợi ích của việc sử dụng tiết kiệm điện nha các em. Rồi các em trình bày vào, các em quan sát đến câu tiếp theo nha. Câu số 4, cho hai điện trở R1, R2 bằng, thứ nhất là R1 bằng 15, R2 30 mắc song song với nhau vào điện thế 15 V. Đề này rất là cơ bản và dễ các em nha. Rồi, cho biết nha các em. Cho biết nè, R1 bằng 15 V. R2 bằng 30 ohm được mắc song song với nhau. Vào nguồn là U, hiểu là UAB đó. Là 15 V nha các em, không cần vẽ sơ đồ đâu. Câu A tính điện trở tương đương của đoạn mạch. Quá đơn giản đúng không các em? Công thức tích chia tổng N là 1 trên R tương đương bằng 1 trên R 1 cộng 1 trên R A nha các em. Câu B tính cường độ dòng điện qua mặt chính. Wow, IAB. Để cho cực kỳ đơn giản và dễ luôn nha. Vậy thì câu A đơn giản nè. Điện trở tương đương đoạn mạch hai con thì em nhớ hai điện trở thì dùng công thức này cho nhanh nha. Còn ba điện trở thì không dùng công thức này được đâu nha. Đó, ba con thì ba điện trở thì 1 trên R tương đương bằng 1 phần R1 cộng 1 phần R2 cộng 1 phần R3 nha. Này dùng 15 x 30 chia 15 cộng 30 đáp số bằng 10 ohm. Rồi câu B yêu cầu tính cường độ dòng điện qua mặt chính. Tôi trả lời đây nè. Cường độ dòng điện qua mặt chính. Quá đơn giản luôn các em, đúng không? IAB thì bằng UAB chia R tương đương luôn.
và có khả năng tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở được không? Được hết luôn. Tại vì hiệu thế mắc nhau tại mọi điểm A, bằng nhau tại mọi điểm A. U thế vô 15 chia 10. Em số bằng nhiêu em? 1,5 âm. Còn với tính I1 rất đơn giản, bằng U1 chia L1 mà mắc song song thì U1 bằng UAB, đúng không? Lấy 15 chia 15 ra 1 âm, đúng không? Còn I2 cũng vậy luôn, bằng 15 chia 30, 0.5 âm nha. Nhưng mà đề không hỏi thì mình có cần nào. Các em quan sát sang bài số 5 nha. Số 5, tôi tóm tắt lại luôn cho biết. Khi có dòng điện có cường độ 2A chạy qua một dây dẫn có điện trở 50 ohm, tôi tóm tắt I 2A R bằng 50 ohm. Rồi thì tỏa ra một nhiệt lượng là Q. Wow, cẩn thận nha. 180 kJ, có đổi không? Nhiệt lượng tính bằng gì em? Joule. Vậy kJ đổi là joule nhân cho 1000 thôi. Phải đổi ra nha, tốc độ này mình sai đó. Rồi yêu cầu tính thời gian dòng điện chạy qua gì vậy? T chấm hỏi. Rồi, vậy thì mình xử lý nha các em. Rồi ra. Thời gian dòng điện chạy qua dây dẫn. Thời gian dòng điện chạy qua dây dẫn này. Lúc này áp dụng công thức này. Q bằng, em học nào. Công thức gốc của nó là gì? Nhiệt lượng Q bằng Y bình nhân R nhân gì? T. Nhập vô thôi là xong rồi. Q 180 000 Y bình 2 bình nhân R 50 chuyển qua là xong rồi. Tương đương T bằng 4 nhân 25. 4 nhân 50 chứ bằng 200, đúng không? Rồi chia thải qua đi. Đáp số bằng 900 giây. Nha các em. Rồi, câu cuối cùng nha em, câu này cũng khá khó đấy nha. Một dây dẫn có cường độ dòng điện qua dây dẫn lúc này là bằng 3 mA. Ta cắt cái dây dẫn đó thành 10 khúc bằng nhau nha, chiều dài bằng nhau đó. Sau đó chập lại thì tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn lúc này là bao nhiêu? Rồi, vậy thì tôi phân tích bài nha em. Bài số 6. Em cắt cộng dây, em muốn làm được bài này em phải nhớ đến công thức gốc nè. R bằng rho, mình nói vui á, rho nhân lóc chia sạch á, đúng không? Có nghĩa là điện trở tỷ lệ thuận nha, với chiều dài của dây. Và tỷ lệ gì em? Nghịch với tiết điện. Tôi phân tích bài này em, nghe nè. Cái dây này cắt thành 10 khúc đúng không? Vậy chiều dài nó giảm đi mấy lần? Giảm 10 lần, đúng không? Mà tỷ lệ thuận với điện trở, đúng không? Chiều dài giảm, L giảm 10 lần nè. 10 lần dẫn điện trở vào dây thì lại thuận mà. Chiều dài giảm 10 lần thì điện trở lập tức giảm mấy lần? 10 lần. Hiểu vấn đề đó chưa? Chập lại, nhưng mà em để ý nha, có dạng bài toán là cắt ra mà không chập lại. Cắt ra nếu một sử dụng một dây nó lại khác. Cắt ra mà chập lại có phải tiết điện tăng lên không? Em chập lại cuốn lại có phải không? Có tăng lên tiết điện dây có phải tăng lên mấy lần? 10 lần. Vậy thì chắc ăn là tiết điện tăng 10 lần. Chắc tại hả? Tăng 10 lần. Mà tiết diện thì nghịch với điện trở. Vậy này tăng 10 lần thì chia ra điện trở làm sao? Nghịch mà. Thì ngược lại tăng thì này phải sao? Giảm 10 lần. Có rất nhiều em phân tích này. Trời ơi, giảm 10 lần với 10 lần giảm 20 lần. Nha. Không phải dạng này cấp số nhân đó. Là nhiêu em? 100 lần. Nếu mà phân tích thì rất đơn giản là công thức này em. Tôi phân tích nha. Nhìn nè. R mới nè. Điện trở suốt vẫn vậy, không thay đổi, đúng không? Coi được phân tích này. Chiều dài giảm đi bao nhiêu em? Giảm đi 10 lần, có nghĩa là bao nhiêu? L chia mấy? L chia 2, đúng không? Xin lỗi, giảm đi 10 lần là L chia mấy? Chia 10 nha. Và L chia 10. Đó, rồi tiết diện làm sao em? Tiết diện tăng lên 10 lần phải là 10 nhân hết không? Đúng chưa? Đó. Vậy thì em này, em nhìn nha. Rồi, thuộc xuống đây có phải là rho nhân L nhân cho 100 không? 100S không? Đúng chưa? Mà nguyên cái này là gì em? Tôi loại để 100 ra ngoài nha.
thuộc lên nè, nghịch khảo lên nè, 1 nhân lên thuộc 10 xuống nhân lên 100. Vậy cái này bằng R chia cho 100. Đúng không? Điểm trở mới bằng R chia cho nhau 100. Có phải giảm đi bao nhiêu lần? Phải 100 lần không? Có nhiều em nói trời ơi 10 giảm 20 lần. Rồi xong. Nhớ kỹ được nha. Vậy tổng cộng ra điểm trở này, lúc này lúc mới nè, sẽ giảm đi 100 lần. Mà theo định luật ôm, em nghĩ nè, định luật ôm y bằng cái gì? U chia R quận hay nghịch? Tỷ lệ định cường độ em biết. Tỷ lệ nghịch với điện gì? Điện trở. Điện trở giảm bao nhiêu lần? Giảm 100 lần. Dẫn đến cường độ làm sao em? Tăng 100 lần. Vậy thì lấy 100 nhân cho 0.3. Có vấn đề không? Thì lúc này cường độ vô qua điện lúc này đâu. Đó, em lấy 100 nhân 0.3 là được. Đúng không? Mm đó. Vậy thì giờ mình trình bày nha. Nói nhưng mà mình luôn cả một vấn đề đấy nha. Rồi, một này em bình luận theo công thức này này. Này em, một này bình luận công thức này. Hai này em bình luận như vậy, tùy các em nha. Vậy thì em trình bày nào. Rồi, khi dây dẫn cắt thành 10 khúc bằng nhau và chập lại, chập lại thì chiều dài dây nhân sao em cắt thành 10 khúc, chiều dài dây giảm mấy lần? Giảm 10. Thì chiều dài dây giảm 10, giảm 10 lần. Suy ra điện trở của dây thì lại thuận là giảm 10 lần. Kỹ hơn thì vì điện trở thì lại thuận với chiều dài. À, rồi tiếp điện dây tăng 10 lần. Suy ra điện trở của dây tiết diện tăng mà tiết diện thì là nghịch với điện trở. Tiết diện tăng thì cái này phải giảm. Suy ra điện trở nha. Suy ra điện trở của dây giảm 10 lần. Kết luận nên điện trở của dây dẫn lúc này giảm bao nhiêu lần em? Nhớ nhanh nha, 100 lần. Suy ra cường độ dòng điện qua dây dẫn lúc này nha các em, suy ra cường độ dòng điện qua dây dẫn lúc này sao em? Cường độ thì mình biết điện trở mà điện trở giảm 100 lần, vậy cường độ làm sao em? Tăng lên 100 lần nha. Tăng lên 100 lần. Mà ngoài kẻ thích thì rất là vì y bằng u chia. Vậy cường độ dòng điện quả dây lúc này là tăng lên 100 lần thì nhân 100 lấy bao nhiêu em? Lấy 3 nhân cho 100. Vậy thì bằng 300 mA. Nếu mà đổi đa mê bằng 0.3 mA. Nha, 1 ampe bằng 1000 mA nha các em.